Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ sáng chủ nhật 28 tháng 8 của chú anh chị. Hôm nay là chợ hết chợ chay à, chủ nhật là vô chợ tiệc rồi, quá trời tôm lên, cánh ở dưới tôm càng lên đen người hết chân chảnh. Thì hôm nay đi cập nhật giá hải sản chợ đầu mối Bình Điền ngày hôm nay như thế nào nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nếu mà có coi thích kênh Tân thì nhớ bấm một like và một lượt đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Thì cô chú anh chị mình có đặt cá hay là ốc gì đó thì cứ nhắn vào cái số điện thoại ở trên màn hình và nhắn tin vô số đó. Nếu mà khi trong những lúc mà Tân bận hoặc là đang chạy xe giao hàng không bắt máy thì cô chú anh chị mình cứ nhắn tin thẳng vô số máy đó, thì cô chú anh chị mình cứ ấy ha, cứ nhắn tin vô Tân sẽ đọc sau. Chà bá luôn em, lưỡi xịn sò luôn cô chú anh chị ơi. Giá nhiều vậy em? Wow. Con chừng 2 con tí à. Con 2 con tí à. Đến coi à, có đơn nào à. Rẻ luôn, bữa nay có rất nhiều à, rẻ nè. Cái lưỡi này à, từ hồi 16. Rồi có đơn. Nay là hết chai rồi nên là đồ lên rất là nhiều. Đó, có những cái mặt hàng như mực với tôm rồi có thể nó là giá cao thôi, nếu mà mấy cái cá rồi kia nọ nó nhiều là rẻ của chú anh chị. Nay đồ lên dữ em. Quá xá đồ luôn rồi. Lễ mà lên bán lễ anh. Lên bán lễ à, bữa nay mấy à lễ? Ô, người đẹp, con gà lâu quá không gặp. Con gì vậy? Ôi có à hả? 320 cô chú anh chị ơi, hàng mới về, ngày mai là có hàng. Bữa nay mới cập nhật thôi. Cá tươi ăn sống luôn. Cá hồi Úc nhập về nha. Cá hồi Australia nhập về. Ôi đừng quay ở đây máu lắm, đừng quay. À. Mới có lâu hàng là mai quay là mai có người đặt liền. Con này từ năm 5-6 kg hả chị? 6-7 kg à? Không sao, không lấy dây xay 5-6 dễ bán hơn. Vậy hả? Xay ta vừa vừa. Ừ, lấy hai xay nhỏ, mấy khách trên kênh em cũng thích lắm. Để mai em điện cái anh ở bên kia, bên Mỹ, anh nói chừng nào có cá này anh mua, anh gửi cho người thân vài con, mai về em điện anh. Cá này về ăn CCB ngon ha, phải không? Ăn sống luôn hả? Ở sao về dưới lâu vậy? Về quê có chuyện. Về quê ở không nhìn đẹp hơn hẳn là ở đây ha. Ba, để coi có đơn lưỡi trâu, lưỡi trâu. Vợ chồng ngon quá xá ngon cô chú anh chị ơi, trời cái hàng này lâu lắm mới có được nhiều gì nè. Cái bữa lên lựa vài con à. Trời ơi cái này về chiên con cá này chắc cũng phải cắt ra làm ba mới chiên được á nè. Đó, cái này muốn ăn hàng huyết, cái này thì nó cũng hơi kiếm hơi khó nha cô chú anh chị. Nó xay nhỏ hơn thì dễ kiếm hơn. Bóng lưỡng luôn không? Để Tân coi nó được nhiêu con, nhiêu ký chứ rồi. Mấy cái này đây nè, lưỡi bự nè. Lưỡi bự nè. Cái này cũng bự mà, đây cái bự á. Hai bọc 2 ký. Ngon quá trời ngon luôn. 150.000 con này. Này không có lúc phẩm á, bự 160 á, không có độ luôn á. Nay về quá trời luôn hả Lê Giang nè, quá trời luôn nè. Đây nè, 16 xuống lùa về bà dính nè. 16 có nhiều đồ ngon là đem đi chảnh hết. Tại vì 6 mua đồ hệ là mấy cái đồ ngon mấy cái dừa chia là hết, lấy lại về chảnh bán lại của chú anh chị, giống như phải gom về mấy cái đồ ngon hết, giống như đặc quyền vậy đó. Dừa nào có đồ ngon phải gom hết về chảnh. Họ mang bạn mình lao câu lại vuông cá các bạn ơi. À, còn bé quá già luôn. Cái này là xưa làm vậy không có vậy, tại không có thọc đòn là tại là cái này cơ động hơn. Vừa xưa làm mấy trăm thùng rồi xúc vậy. Mà cái này là ít nước rồi đó. Ít nước nó cũng 100+ kg. Vuông này là 70 kg cá nè, còn nước nữa tính ra với cái vuông 2+ kg nữa khoảng 120 kg á. Đầy nước này là
170-180 kg. Hồi xưa Tân mà mới vừa làm cá đồng á, là thọt cái tay vậy nè, câu vô mà bị mà mình không có người thân á, cô chú anh chị không có quen á, thì mấy lính cũ nó ép á, ép thì mình câu câu giết mà cái tay nó sưng bằng cái bắp chuối mà đút vô cái quay thùng này không vừa luôn nè, cái tay cái quay lớn mà đút vô không vừa mà nó bầm, nó xanh lè từ ở trên đây mà nó xanh xuống tới ở dưới cái khuỷu tay dưới luôn á. Là xưa đang làm vậy đó, ngày chỉ có 150 ngàn à, 120 ngàn thôi đó. Mình làm riết mà cái tay mà nó chai mà nó mọc lông ngay cái chỗ khuỷu tay luôn, nhéo mà không biết đau luôn á. Đó là lúc đó là thành công rồi đó, là lúc đó là câu cái nào cũng không có sao hết, cho không có đau nữa, mấy người mới vô chịu đâu có nổi đâu. Với lại bây giờ là người ta đi bằng cái phi nhựa nhiều nó khỏe, mấy cái vuông đó đóng thì cả triệu cái, nhưng mà quăng lên công đoàn quăng lên xuống đó, nó mau hư lắm. Này lên giá nữa hả? Lên rồi lên hả? Nay nó chơi qua bán 101, nay 101 đây 12 cân rồi. 101 nửa ký 220 là 1 ký. Hào này ăn béo cực kỳ. Béo thì thôi luôn. Mới lên. Con ơi. Con. Gì? Thịt dẻ không có gì, thịt dẻ chứ không có thịt cua nha. Có nhiều người hỏi thịt cua, không có thịt cua. Thằng mới về xong mà nhỏ quá, đợi bà con có hàng lớn không? Lớn hàng lớn đâu chị Lân? Lớn đâu? Lớn nhiều ạ? À? Lớn bự chà bá. Này người ta hỏi thịt cua nhiều quá mà sao không có thịt cua à? Cái này nhiêu? 600. Không sao. Không có cái loại mà bự vậy không đâu ta. Đâu có, mày có vậy không hả, mày lựa đi. Lựa nhiêu? Không vậy không ta. 800 ngàn ký. 800 ngàn. Mày nhiều mới có. Nhiều là nhiều. Có nhiều mày mua càng sống mày lột ra. Ở không mới ngồi lột. Ừ. Chứ đâu có càng này không đi. Nhiều 600 mà. Còn càng vô con này ngoài đó, bịch ngoài đó là nhiêu? 520. Này càng cái này lên lại ta. Còn cái này nè, cái này dễ nè. 238 nè. Rồi lấy cái càng lớn cho anh ta ăn đi. Mua ít ít. Lấy 1 ký trước đi. Để em coi em cộng lần 1 để họ mua lưu bu quên hoài. Sót hoài. Cá lạc VIP có về chưa anh? Chưa nè. Như vậy nữa hả? Á chim xịn quá, chim bự vậy. Này cái gái nhóc hết trơn. Kiếm cái gì ngon ngon cho mua hộ. Cá đục bữa nay vậy, cá bự bự không vậy hả? Đục bữa nay nè anh. Đục đó anh ta mua rồi hả? Tôi biết anh vô luôn đó rồi, chưa nè. Chưa, không biết có ai mua không nữa. YouTube ơi. Anh đủ có gì em chưa cho nên dặn anh YouTube. Má dặn tôi anh chơi với ai. Nay qua hết chợ trai rồi, ghe lên quá trời luôn rồi, cá nhóc luôn. Không gầy chợ trai rồi hết. Này em giá cũ hả anh? Xịn sò luôn nè, cái một nè. Mắt nè, mắt trong ngần luôn. Coi này 5 kg không Vinh? Nhớt luôn nè. Cầm thử lên. Nó xịn luôn á. Ok ok, 5 kg rưỡi lụm luôn. Cá này ngon. Con à, bữa nay sàn con à. Nay 190 ngàn cái một, cá xịn như con chú anh chị. Cá còn máu luôn nè, cá này móc á. Cầu lên có cái móc con cá lên. Cá này quá trời đã luôn, quá tươi luôn, đúng không chị? Nhìn thôi là biết.
ăn đồ xịn, đồ ngon á mà phải đi sớm đó, tiền nào của nấy, cá 190 thì mà 140, 150 cũng có luôn đó, 140, 150 quay ra cá nhìn hết muốn thèm luôn. Khi mình đem về mình ăn mấy người không biết thì nói sao, ôi trong này sao tao có mua mắc quá, mà về chợ nó bán rẻ, nó mua cá 2, cá 3 luôn, nó dạt luôn cái gì nè, cá rẻ tiền nè, thấy không đó, rẻ tiền, muốn rẻ tiền tao mua rẻ tiền cho có gì đâu ăn. Phân bì giá ăn chi mà cái chất lượng nó không có bằng mà đi phân bì, nhiều người vậy đó. Thì ai hiểu muốn ăn đồ ngon rồi như thế nào, rồi chất lượng như thế nào thì mua, còn giá thì mua theo giá tiền thì cỡ nào trong chợ này cũng có hết chứ không phải không có. Nó loại 2, loại 3, ví dụ loại dạt nữa. Tụt quá trời xịn sò luôn. Có tụt chưa, quánh muối không? Còn không? Có tụt chưa, quánh muối vô không? Tụt chưa, quánh muối có không? Còn không? Chưa, không quậy hả? Quậy hết rồi hả? Để đi kiếm mà. Chứ gì vậy? Người ta mua vậy đó, người ta sợ mặn, người ta mua vậy về người ta tự quậy. mua vậy vậy nó hao ký thằng cha nữa. Đúng không? Hao ký dữ lắm, nó không có giòn. Đúng không? Quậy ở đây ta quậy nước muối. Cái nước của con tua, nước biển ở trong thùng đó ta đổ vô luôn á, chứ không phải quậy nước muối. Quậy nước nguyên chất của nó. Mà giờ không có quậy nó cứ lên nó nấu nó ra nước. Cách làm nó không có ngon đâu. Đúng rồi. Tại cái nó không đẹp đâu. Mua theo ý yêu cầu thôi chứ để mua bậy bạ không chịu lấy nữa. Để coi nhiều ký. Hôm nay chợ quá xá xôm. Tại chủ nhật mà. Ta đi mua đồ nhiều, tiệc đồ nhiều lắm cô chú anh chị. Mấy đầu hôm mà vừa thấy bán ầm mấy bữa hổm chợ chay. Ê. Wow, nay mực nang quá xá nang rồi. Nang lên đẹp quá trời luôn. Ống lá đầy đủ hết. Nay đồ nhiều không bạn? Ít á. Đồ ít á. Ít hả? Hả? Vừa đóng cửa mất rồi. Nó hết chai rồi. Này lá sầu có không bảy ơi? Dạ. 7-8 kg sầu xịn nha. Nay giá nhiêu ạ? 290. Nên lên giá thiệt rồi đó. Mấy gài bảy nói 290 nhưng mà bảy để có 280, tân cũng vẫn ghi là cô chú anh chị 280 nha. Thì mấy bữa nay cô chú anh chị biết rồi đó, quay clip mà lên nói 290 thật sự đi. Thì bảy bán có 280 thôi, thì tân cũng ghi của cô chú anh chị có 280 thôi chứ không phải ghi tới 290 nha. Nào dựa bớt thì tân sẽ ghi xuống bớt. Thì mấy bữa nay cô chú anh chị nào có mua á thì phải tân ghi y đúng vậy, không thì comment ở dưới cho mọi người biết để khi nói ủa sao nói kê giá nữa tội nghiệp tân. Thì bảy bớt thì tân sẽ ghi bớt xuống. Nó xịn sò không quá đã. Nói thì theo giá chợ khi đầu hôm nè, tân đi á chừng 10 giờ 11 giờ đó, đồ mới vô đó, chợ búa chưa biết thế nào thì bảy bán vậy, nhưng mà thấy hơi dội chợ thì bảy bớt thì tính xuống bớt. Có ống cầu nè. Ống này bữa nay nhiêu em? Ống thước nè. 27 à, bữa nay lên thiệt đó hả? Bữa nay là lên giá thiệt luôn hả? Trứng bữa nay nhiêu? Trứng bữa nay nhiêu? Trứng gọi đó hả? Trứng bự dữ rồi hả? Bữa nay trứng đầy không lon? Ủa, trứng bữa nay con cành á không? Ôi da. Trứng mùa này nó có đầy không? Nó đầy. Ừ. Nè mấy con này nó đầy tới miệng.
về cô chú anh chị mình á, con mực trứng á đừng có gớt cái đầu á nha, cái lấy cái kéo nhấp một lần bụng như nè, từ đây xuống đây nè, lấy cái kéo nhấp từ đây ha, rồi có cái móng tay á nhấc cái túi mực quăng ra ngoài cái là hấp nguyên con luôn, chứ đừng có bứt cái đầu qua nhìn nó hết ngon. Nhấp cái kéo ngay cái luồng bụng thôi, để chừng 2 cm nhấc ra. À, vậy là làm thôi, chứ để bứt cái đầu ra nữa con mực nó hết ngon rồi. Nang nửa ký này đẹp hả Long? Xịn sò luôn hả? Nang đâu chú anh chị ơi, nang nhỏ. Nang nhỏ nửa lỡ là 150. Nang lớn là 170. Mua này xịn luôn nè. Đó. Này đồ vô ít xẹo có mấy thùng mà. Lá sống về luôn á. Đây lựa này 7-8 kg. Ở vừa tăng vô mua quen rồi lựa được từ con chứ bạn hàng vô rồi ôi xúc xô hốt ào ào vô không à, tăng là được ưu tiên lắm, cái móc lựa không bắt con nào bắt, có khi bạn hàng lẻ không có mà mình có, chợ mà hút quá tại mình mua mỗi ngày luôn chứ gì, quảng cáo bia miễn phí nữa mà làm sao không ưu tiên cho mua cho mình được ha. Con đều đều sao có mấy con nhỏ quá. Rồi tới luôn mọi cá sát lớn, sát lớn rồi đẹp ơi, qua bán có 180 này 185 gì, nay xài tới 10 kg lận á, biết rồi, đẹp hơn bao nhiêu, biết rồi, thầy, để hỏi bà bớt không mới thầy 10 kg lận, bữa nay em xài tới 10 kg bớt 5.000 đi, như vậy. Mua giùm chị đi, cái nó đẹp chị à. Này nó đẹp. Này đẹp cho bá bự luôn, bự bự như cá dồ. Cá ở đâu? Nè. Đó. Này 7-8 con ký à. Xúc cho bịch 7 kg với lại bịch 3 kg. Để khô đi làm. Lấy làm luôn. Không mớt rồi, cái này cá bự quá cô chú anh chị, bự cho bá luôn. Ép luôn, ép luôn. Ép luôn. Cá này ăn nó béo thì thôi luôn. Đã lắm cá này. Cái này cá sồ không à. Ôi, con nào hôm nay nó ú lù à. Cái chốt này nhiều ký. Chốt. Cỡ không thứ luôn hả? Đây. Đó, bự ghê chưa? Mua cá sống đàng hoàng, đừng nói tao nó mua từ cái chết rồi. Khoan ừ. 7 kg với lại 3 kg 2 bịch
185.000 cô chú anh chị. Trời ơi, có con cá dứa bự chà bá trong đây nè. Trời ơi, cá dứa này ngon ăn béo tới tiền luôn. Bắt con cá dứa này luôn cho chú Tùng luôn. Trời ơi, con cá ép cái gì. Cá ngon quá ha, nay bự bự không à. Lương lương bự cho bá nhiêu vậy anh? 160 lần hả? Trời ơi, con lương gì mà biết nói chuyện luôn vậy? Trời ơi, nó vàng như, như lương ruộng vậy đó. Nè. Có lương 140 có không? Thôi mà lương này cũng chừng lấy lương này ăn cái ngon hơn rồi. Lương này hổng cả lương sồn nữa, ít có lắm nè. Lâu lâu mới có lên. Ghê vậy? Trời ơi, con lương đã. Rồi. Lương cái này lâu lâu mới có lên cô chú anh chị ơi. Quá trời nó mập nè, trời ơi nó mập. Nè. Nó vàng, vàng ính luôn. Thôi lấy lương này đi, bữa nay có cơ hội ăn lương lớn thì mua lương lớn cho nó ngon cô chú anh chị ơi. Hổng gà từng mua lương lớn nữa, vậy cũng không có nữa. Ừ, ngon quá trời ngon luôn. Trời ơi. Nào nói biết nói chuyện luôn á. Đã rồi, để coi mấy ký, anh này 4 ký không biết có làm không nữa. Hên quá, anh này mua ở nay hên quá, hai người mua ở nay có lương sầu luôn. Ồ, rồi đã nè, cái vàng nè. Lấy lương này đi. Ngon quá mà sao lấy lương kia được. Để coi nhiêu ký. 4 với 2 cái gì á. Hả? Ký không? Rồi, con này ký luôn á. 800-900 gram. Rồi để lựa cho anh này tôm này đi, con ăn lương này đi. Này anh hên lắm hên luôn á, nó được ăn lương bự này chứ không gài là lương này mấy tháng này à, không có gặp luôn á. Ôi con lương nó ngon nè. Ồ, vàng ính vàng ngược. Ôi con này nó đã nè, bự bắt hết đi. Ồ trời ơi, sướng bắt con lương phải sướng tay. Lương này về bán chắc 200 mấy quá, về chợ nhỏ á. Bán đâu rẻ đâu. Mua tăng thì 160 thì tính có 170 thôi, chứ gì chợ nhỏ là bán không rẻ đâu. Thì khoảng 220 mới bán chứ đâu ít đâu. Lên mấy chục ngàn ký. Còn luôn ngon. Nó xịn sò chút xíu nữa là không coi là đi làm là ăn thấy bà cố nội luôn rồi. Họ mới sẵn xa sẵn xác đi vô quán mà đem đi làm. Rồi đem về 3 cái lương ăn không hết. Đủ chưa? 3 ký 8 hả? Con nào nhỏ bắt nhỏ ra đây, bắt con bự nè. Con nào nhỏ không? Nhỏ nè. Con bắt con bự nó ra được 4 ký. Con bự hơn quá. Đây nè, đây. Đây. Đây là lương 140 mấy bữa cô chú anh chị. Nè so với lương 160 nè. Đó, thấy chưa? Lương quá đẹp. Còn cái này là 150 hả? Đây rồi mua lương nuôi còn cả ký lô luôn. Vàng ính. Giờ xuống lương đồng. Dạ. Hôm nay lương đồng không có lớn, lên ông đóng hết trơn, mấy tấn rồi lên chảy xíu ông đóng hết trơn. Này cũng giòn giòn à. Lương đồng. Nay chủ nhật lên đóng quá mạnh nè, đóng hết trơn à. Cô ơi có ít cuộc. Có ít đồng bự không? Cho 2 ký à. Có ít bự dư không? Bự dư là thua à. Thua à? Có ít 130 không? 130 có, không thấy được à? 130 cái này ít lớn bên đây không có dư. Không có lúc nào mua được ít lớn hết trơn, chừng mối chừng. Mối bo tiền của chú anh chị. Mua chục ký ít thì bo 50-100.
100.000 ít, chục ký ít á. Bởi vì tụi nó chừa cho mối hết trơn à. Lương ở đây thì rất rẻ, bên dựa này rẻ nhưng mà nhờ tiền bo. Tiền bo của bạn hàng. Bán tiền bo đêm kiếm 1 triệu, 2 triệu, tin không? Xào trẻ dữ lắm. Tùy theo dựa nha, chỉ có 1-2 khu ở trên đây là nha. Bán đồ đồng đồ thiên nhiên mới có tiền bo chứ mấy dựa dưới ít lắm. Mấy dựa cá biển đồ này nọ ít có cái tiền bo lắm. Gắn con ní đẻ nhóc này 150.000 có xô anh chị vô ghẹo ổng à, ghẹo ổng chửi nè. Bán đắt thì vui lên đi, cái mặt buồn so à. Đắt thì vui hả? Vậy đắt phải vui á, nay tâm càng u chà bá lửa bằng cầm tay nhiều. Thôi bớt đi, tôm nhóc chân kìa, nhóc chợ kìa. Càng u dễ kiếm lắm à. Sao không? Dễ kiếm lắm. Cái gì vậy? Bán đồ lên có 3-4 ký lớn rồi. Lớn người ta ít xài, bán rẻ thôi. Rẻ lắm hết trơn. Hả? Lớn cái mắt có rẻ đâu. 450 nhà bán cả 500, bán 450 còn trả giá nữa. Không ra ông đóng hài được á, ông đóng hài với Hoài Linh được á, hai anh em giống y gan luôn á. Cái miệng nhọn nhọn y gan à, bởi cái nói gì cũng hay chứ. Ốm cũng giống nhau, cái mỏ nhọn cũng giống nhau nữa. Quay mặt qua đây, coi có giống có anh em dòng họ với Hoài Linh không? Đây chứ bớt không, mua 5 ký rồi. Không à? Không mua luôn đó. Sao quay lại giờ trốn rồi vậy? Quay lại 500 mày bán 100 bán mày rẻ rồi. Đúng ra là con phải bia lên phải bán rẻ cho con mới đúng á. Không? Bây giờ chưa hả? Rồi chưa con 5 ký nha. Cái này dặn 5 ký nha. Dọc đi chơi thôi chứ cũng bán rồi. Cũng bán mua ở đâu, mấy chỗ kia đâu có bán càng xào đâu. Đây bán đồ hội đó, đồ hội này bán giá đúng giá đúng tiền đâu có mắc đâu. Bán mày rẻ hơn 50 con. Quá trời ha. Nay càng mắc manh càng sen bự mắc manh. Càng 10 này mắc không? Hả? Thôi lính nông mà kêu hỏi. Càng 10 này nhiêu ạ? Hả? Càng 10 này nhiêu ạ? 28.000 hả? Sặc này nhỏ nhỏ không ta, sặc lớn không ta? Nay sặc lớn không người đẹp ơi? Có không? Có bự chà bá không? Có nhưng qua nha. Nhưng qua này giá bao nhiêu? Để cho giá 120 luôn hả? 25. Cái gì hôm qua bán có 120 mà. 125 rồi ba. Hả? Nhớ lộn rồi đó. Hôm qua thì bán 125. Nhớ lộn hả? Này 4 con hả? Ừ, cái này 4 gấp 5. 4 con là bự nhất rồi. Nhớ lộn không? Hả? Bán hết cho 5.000. Để coi mấy ký làm á, như 4-5 ký gì à. Để coi bông mới biết. Lựa đi coi mấy ký. Năm. Lựa con trứng đầy á, đừng lấy trứng non nha. Cá là trứng già. Mấy con đen á, mấy trứng nó già. Sặc mùa này mắc đó cô chú anh chị ơi, cái mà vô mùa cá cái tầm này 90.000 à. 90.000 à. Cá mà 100.000 là con bự nữa. Chà bá luôn á, 100.000 là con là bự 3 con ký. Hồi xưa tao bán cái sặc này. Cái gì cũng cái đồng mà cái gì cũng có bán qua hết trơn. Là làm lính đó nha, chứ không phải mình bán. Làm vừa giống như mấy người này nè. Làm cũng gần cả chục năm nữa. Nó nguyên trời này không có cái đố bự rồi. Nhỏ nhỏ mà, ký mấy ta? Ký mấy? Ký giữ cái bẫy á. Giá nhiều là con nào ký bẫy bắt con đi. 2 ký. Ừ. Giá nhiều là anh em. Rồi. Tám này 75 đi.
75 rồi. Ký 7 hả? À? Rồi lấy lại đi. Con dạ. À? Con à. Dặn 2 kg ký 7 đâu? Bây giờ mua không lẽ mua con 7. Chút luôn, 75. Không lẽ mua con 7 8 kg. Trời ơi. Cái phèn này bự dữ à. Cái phèn này nay nhiêu anh? Ngon quá trời ngon. Giá nhiêu 15 phải không? 115 bạn ơi. Hỏi giá rồi không mua được không? Hỏi giá cho cô chú anh chị biết chứ bữa nay không có ai dặn con đó hết trơn á. Cả chim bữa nay trời ơi kiếm con chim bự không ra bữa nay nó lên nè. Chợ búa bởi hàng đánh bắt thì hàng thiên nhiên thì nó hên xui lắm cô chú ơi. Nó đánh bắt bữa nào biển hên bắt được con nào thì bán con đó chứ biết sao mà nhận đồ được. Rồi mới có con cá giấm hay gì anh? Mới quăng bán cá giấm hay gì quăng đâu đó à? Cá giấm bự dữ à? Đây con cá giấm nè, cá giấm nè. Quay con cá giấm bự cho bá ngon quá trời luôn. Đầu hôm nay ngon quá, nay không ăn đầu cho người ta. Cá lạc ngon bạn. Lạc ngon không? Còn ở đây không? Ấy da, mua cho chú Tùng con bự đi. Cá này bữa nay có 110.000 rồi đó anh chị ha. Rồi luôn nó nằm về rồi luôn sao căng. Bạn ăn ấy bạn làm gì để nó căng. Quấn nó đi đóng đi luôn, đóng đi Mỹ luôn đi. Hai con, hai con. Cá này cũng ngon, 101 hay sao? 101 hay 100 sao? Hả? Bán ngay rồi. Bán qua tự bớt luôn, bà nói giá trên trời à. Chín mươi lăm ngàn bỏ vô kéo ra đi bạn bán không trời thấy bán rẻ quá không muốn bán hay gì đó con đó mấy ký hả cá này kiếm cá cứng xịn sò luôn mới về luôn ăn mới đã cái này cũng được rồi vàng rồi nè 3 ký còn con nữa 95k em ơi nay có gì hú hí dữ à? Hả? Đúng không? Trời, đúng đẹp luôn phải không? Ờ, xịn sò luôn phải không? Xịn okay. Sò ok, ok. Đẹp chưa? Được. Làm cho em đẹp vô hộp vậy là em chịu á. Là mốt mua hoài luôn á. Lấy vỏ bọc nó không đẹp, nó hư. Gốc 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 bự dữ à bự như gốc cây luôn đâu sao đâu má bự không má mà kiếm bạc má béo mà kiếm 3-4 con ở đâu ra trời má béo làm như có 3-4 con 6 con là bự lắm rồi chứ không có bự đâu này 8 con nục quá nục đây đẹp không mà giá nhiều cái nục quá nục đẹp mà bá chi nhỏ chân bà ghê để coi nhiêu cái nục nục này nhiêu ạ à? Má để con có mấy ký à kiếm cái nục bự cho anh này cái má béo không? Bự có không má béo này bữa nay nhiêu ạ má béo này là 65 ngàn á 65 ngàn 7-8 con 7-8 con 8 con để coi nhiêu cái nục để cái khay đó đi cũng có mấy người xài đó dễ còn anh này cái xài cá lớn thì mua kiếm cá lớn má này xịn sò luôn nè nào nay giá cũ luôn hả quá trời 40k cục đủ 40 ngàn cá này ngon quá
xanh lè xanh lét. Bọc này 4 vô nước đi. Đâu anh đâu ơi chị ơi. Bán cho 2 cái đầu 130. Bu quá đầu mình này 130 mà đầu cũng 130 cô chú anh chị. Còn con này có con lớn thì 100, còn con nhỏ thì 95. 2 cái đầu 130 nha. Còn không? Có 2 ký nha. Mấy quán xào mì xào hủ tiếu xào rồi hay lấy mấy mực đó bán. Với lại cái gì ta? Bún mắm rồi đó. Có số bự không anh ơi? Đó, ba mấy con. Ba mấy con luôn. Nãy giờ đi mua đồ. Bắt thêm 2 con đang ký hay sao? Nè, để vô căn cho. Bắt 2 con ký cho anh. Ông nhỏ nó chia ra 2 phần bằng 3 ký. Bằng 3 ký chia. Bằng 3 ký hả? Ông nhỏ này bữa nay 130.000 của chú anh chị, ông lao nhỏ. Quá xịn sò luôn. Bữa nay chỉ có em lon có hàng này. Có ra mới. Rồi. 104 là ghi vô 104 để về chia. Nàng này tính nhiêu vậy em yêu? 106 hả? Để. Nàng bữa nào còn 106. Cái này là lớn nhất rồi. Con là bé này là lớn nhất luôn rồi đó. Này nhiêu chị Yên? Ừ. Nhiêu ạ? 80 cân. Cá này kia nhỏ quá. Lấy lấy bọc nào ngon ngon lấy em bọc qua thì bọc 5 kg hả? Bao ngon mà bao béo hôm qua 8 giờ mốt nó điện lên thấy này xuống có phiền chiên của bánh tráng đã sống. Đúng rồi. Là mắm đó 9 giờ rưỡi mới về đó. Mắm me ngon lắm. Là mắm me kìa, ăn ngon lắm. Sáng em về em mua với Dương 2 kg về chiên nha. Là mắm me chấm ăn trời. Mắm me. Chị ăn tới 9 giờ rưỡi mới về đó. Mắm me bữa cô ở bên quận 7 cô cho cái chai mắm me mới. Cá béo chiên giòn là mắm me. Trời ơi, rau sống. Sáng mới ăn rồi. Lấy em 5 kg đi, 2 kg cá khoai. Khoai nay nhiều hả? Lấy gọi là 2 kg khoai. Nay không có con cá ngừ kia ta. Khoai nay nhiêu anh? Này là 12 thôi. Lửa. 12 thôi. Nục mộng này nay nhiêu hả anh? Mộng nay nhiêu đây? Này còn hơi bự á, cái đầu nhỏ nhỏ nữa mới ngon. Nhỏ không? Không. Lưu đẹp quá. Không. Lát đi kiếm cái nguồn cá ghẻ cho ông kia, ông mua ông cho từ thiện à. Cá ghẻ lên dài dài chứ kìa. Cá ghẻ từ thiện hả? Ở đây chỉ có cá mập má gì đó ghẻ cho. Thôi, cá nục, muốn ăn cá nục. 2 ký anh ơi. Rồi, 2 ký 2. Đi đâu có gặp cá người là sao? Số thiên nhiên nhiêu em? Này ba mấy con hả? Bên đó nhiêu nhận? 380 hả? Cao như vậy. Này 25 con. Để coi mấy cái số thiên nhiên cũng phải xài bao nhiêu con nữa chứ. Xài lớn thì cũng mắc. Con Maya đó 220 hả? Maya sống 320 lần hả? Để anh coi mấy cái số thiên nhiên nha. Tôm đất này ghẻ không?
kiếm mấy thùng nào bự bự lấy mấy ký à. Có nước bự á, nước bự bự. Này bớt đây anh lấy 3 ký rồi. 308 xịn vậy. Có quảng canh của đương nhiên nè. Quảng canh. Con này bao nhiêu? 550. Cái này mười mấy con, 15 con. Có mấy con cái này 10 con nè. Cao quá mày ơi. Này bán 360 là vừa. Đó đó. 360 là vừa. Không. Không phải mấy cao. Nó hai mấy con các bộ? 25 con. 25 con. Nhà 500 mấy ăn gì nổi ăn. Cái xuống nuôi bữa nay nó cũng mắc bà cố ơi rồi. Nay bự không? Bự quay lớn đâu. Nay nhiêu 190 đúng không? 190 nhấp chợ mà bán 190 được rồi. Bự ra, bự ra. Ai là hàng bự mà đó, có hàng VIP mà đâu có thể nào mà hàng thường được, đúng hàng, không? Hàng bên kia 100 mấy bên kia hả? Có hàng nhỏ thì nó rẻ hơn. 100 mấy? 108. 108 mà lộn kim quá trời ăn gì? Lộn quá trời tôm nhỏ luôn. Lấy hàng bự đi. Xúc cho mớ tôm đất đi, lấy tôm bự nè. Lấy tôm lớn cho cô chú anh chị mình ăn cho nó có ngon ngon miệng chứ. Để tôm nhỏ không về. Này nó không có lộn nè. Nó đều con hơn. Năm ký không biết có sót không nữa, hầu như bên kia còn 2 ký vậy thôi, lấy này trước đi về lục cái bông. Con này bán cao quá. Đi vòng nó bớt cũng bớt thôi. Bán giá ấy qua để tầm 25 con, bữa nay bán 340. Tao vẫn có 3 ký à. Đâu 3 ký mấy? Này 5 ký lô rồi ông ơi. Như đó làm tới 5 ký. Chạy tao hạo vô coi. 5 ký sao xài hết, tao vẫn. Ha ha ha, hạo thử cái 5 ký. 5 ký lô lận. Tới 5 kg lận. Đấy. Không. Bỏ 3 kg lận. 360 anh chị. Đổ con 3 kg tôm đó rộng cho con xíu ăn lấy ngay chỗ hụt. 3 kg đó không cần đi. Ủa? Đó ra. Thôi lên lấy tôm tắt lấy luôn nha. Tôm 25 con là tôm nuôi nó bán 340 rồi. Tôm này tôm quảng canh tôm thiên nhiên mà cao 20.000 đúng rồi. Thì bớt không bớt thì nghỉ mua luôn. Có người ngon không anh ơi? Cái gì cũng ngon bạn ơi. Cái người ngon để con đem vô cho Thành. Cái người đại dương không nghĩ. Cái người nó mới sao thấy không im rồi đó. Chứ mấy người bò không có đâu ơi. Chợ bữa nay kỳ vậy ta, con chợ không kiếm cái được cái người luôn. Hồi đi hồi mấy cái kia họ bị chửi. Mua mấy cái bao tử cho nó quận 2 anh dẫn hổm về luôn.
mua tử là chạch lấu là ít đồng, mà bữa nay mua được có món bao tử à. Đây chạy quận 2 thì hết giờ luôn. Mua đầu cá thèo nữa. Mua được cái món hồi lại hồi bao tử hồi bị chửi nữa. Mua có một món là con ký gửi sao vậy? Bác anh đợi tiếp. Rồi hôm nay lên khu vực thủ phủ của cá biển luôn. Mấy vừa này là mấy vừa đó nhiều, bán nhiều. Hôm nay cá người bò không có, cô chú anh chị ơi, ăn đỡ cá chùi. Cá xịn mà, người bông xịn luôn mà. Ngon lắm. Ngon quá ngon luôn, người bò không có. Lấy cứng cứng cho em này. Nãy trên kia cá người kia không ngon. Lấy 7 con đi, về em chia ra. Cá này cũng ngon thôi, cũng chắc như vậy quá. Lấy bự không? Thôi đừng lấy bự, lấy con tầm ký mấy này được rồi. Không có dặn con lớn, ừ, dặn về dễ chia, người con hai con vậy đó. 7 con cho em ngon ngon. Đen ơi, đen. Chết chợ luôn, bữa nay không có người bò luôn, còn qua nhóc hết trơn á. Ai luôn qua nhóc luôn. 2, 4, 5, 6. 45 ngàn hả chị? Quá xa rẻ luôn, có người bò nó mắc hơn, người bò mắc hơn mấy chục không? Bữa nay đâu có đâu mà béo béo rồi, quá đẹp luôn, quá trời luôn. 45k thôi rẻ rồi. Lại dặn hồi ký gửi, ký gửi bao tử hồi bả la làng nữa nha, mua không được gì hết trơn á. Nè của anh nè, đơn của anh là đồng cá thèo chạch lấu ít đồng mà mua được có mỗi ít đồng mà. Ủa chị ơi, chị ơi, đừng có chừa em nha, mua không được món nào hết trơn, mua được có mỗi món chị mà giao tới quận 2 sao chừa. Chưa hả? Chưa sạn rồi, ngon quá trời ngon luôn nè. Bự chưa? Bự ngon quá trời, bự 170 hả? Bự 170 hả? Bự là 170 đúng không? Hồi luôn. Tiêu rồi, anh đợi hắn gài đâu 3-4-5 ngày gì đó chưa có nữa, từng lễ luôn rồi đó, nhắc hoài nhắn cái nợ đơn hoài cũng kỳ quá, mua không có không biết sao luôn. Ếch này ếch chủ nhật nó lên nó đóng mối hết trơn rồi, nó không có ếch đồng bự luôn. Cuộc sống ngày thường là bán nhóc hết, tới ngày vô ngày thứ bảy chủ nhật là không bán. Hết nước hả? Giờ nó kém quá. Có một ký được sống rồi. Còn cái anh chị này dặn con tuột mà chưa quậy kiếm giáp xứ hết trơn, nãy giờ chưa có gặp nữa nè. Không có, lấy đỡ tuột kia chứ biết sao, giờ quậy rồi cũng vậy. Qua đây không có nữa thôi, nó nghỉ quậy luôn rồi. Giờ còn người nữa đâu mua. Tao quậy lên đầu hôm, tao quậy hết rồi. Lâm vòng. Ấm mắt tố rồi luôn. Này qua 330 bữa nay lên 10 ngàn. Tôm sú 25 con. Sú là nó mắc nhất trong các loại tôm mà. Tôm càng thì dạng như nó bự con rồi, nó 400 mấy ông nói, con này nó nhỏ nhỏ hai mấy con. Hai mấy con mà nó tới 25 con, hồi bữa nay 340. Bằng này có 25 con mà tôm sú thiên nhiên biển, không phải biển, Quảng Canh. 360. Cao 20 ngàn. Thôi xúc thêm 2kg, 2kg tôm đất nữa đẹp, căng luôn. Xúc thêm 2kg nữa 6kg. Hai ký nữa là 7 ký. 6 5 ký. 5 hả? Ừ. Thôi vậy đi. Căng tôm xuống luôn chưa? Căng tôm xuống còn chưa? Căng rồi phải không? Căng rồi đổ bọc đi. Mai đây không có bạch tuộc luôn ta. Hồi bữa đây bán bạch tuộc nhiều lắm, tuột sống. Mà đây bán là cao, bán tới 400 mấy. Nè áo len mà ta bấm rồi là còn ký 8 người của anh chị đó, chứ không phải nói về cái mua 2 ký còn ký 8 chết nữa. Có hôm người bị mắng vốn rồi,
nó mua 2 kg về cân còn cái ký đá mà lại luôn. Bấm đùi chắc bộ không cái đùi vô cân lại trả luôn. Ê, các cái đuôi chị cái đuôi ra chứ. Ờ, vậy mà còn bị bắn vốn nữa. Cái chờ cái đít ra chị ơi, đít ra. Chị không biết chứ, người cắt giùm người ta đâu có ấy đâu. Ừ. Không lẽ mà muốn cần hốt cái đuôi lại vô giống như cho đủ ký lại. Chắc là phải cái đít nó đâu có bỏ, đâu có ăn được đâu mà lấy ra làm gì nói tay gì đó. Mà bị bắn vốn mới ghê á. Ta không biết á. Không biết. Biết cái à, nói gì ta biết. Nhiều người không biết. Sáu mai này vài bữa nữa ghe vô nó rẻ là cô chú anh chị ơi, chứ giờ ăn ngay bữa nay chủ nhật nó lên thêm 10.000 nữa rồi, nó lên 130, không bớt không bớt mà. Nó bán sầu huyết bự bao nhiêu anh bảy hả, bán rẻ hơn tay vậy, lâu lâu lên bán phá giá vậy chả. Chuyên gia luôn, cà rẻ cũng bán ngay mấy bán phá giá vài bữa lái nghỉ bỏ luôn. Bán quầy hồng với lái cũng tụt quần cha này luôn, thiệt chứ lại luôn bán quá giá rồi, bán này đấy rồi trời ơi lại luôn không cho bá. Con này nếu mà con này cũng cam về vậy hả, buổi thiên nhiên buôn khó tự có luôn hả, ốm luôn rồi mập bao mập này xô xô. Lỡ phụ anh mai mập em, lỡ phụ anh mai mập mập á, con tròn giống em là được. Ôi con lỡ bự lại gõ hao ký lắm mà nên thật nè, lựa để một hồi một buổi trời mới lại cân 7 kg chia bọc 5 bọc 2 để mấy con lòi mập lúc này nè, nước nè, cầm vô nước ra, ấy dạ, dính tay luôn à, kéo ra giùm ấy. Tâm chi cho nó kẹp không biết nè. Cái gọi em lựa mấy cái em tỏi à, tỏi nói trước mà giá mắc lắm, tỏi với thòi lông mắc lắm nữa, anh chịu mua mà mua chứ 340 rồi anh bảy dữ vậy, vậy em bắn mua đất luôn trời gan dữ vậy, tụi má ơi mua 370 luôn dữ vậy, đó là con của mày gan dữ vậy trời, bảy nay chơi liều với anh bảy anh bảy chửi thề quá, quay lên video anh bảy chửi thề quá, mốt mà kênh em có gì là tại anh bảy không á. Cái con lớn đó nhiều 16 mà. Chưa đánh đâu, có còn không đó đó hả, chưa đánh hả, sô sô vậy đó hả, này của Kiên Giang lên hả, vậy lấy Kiên Giang lấy này đi, ổng rồi lấy hàng miền Tây chắc lấy này quá 90 hả, lấy 5 kg đi, có sô sô còn lựa lớn này nhiều. Anh chưa lấy được nhỏ này, chắc này quá chưa quậy muối nè. Chung nhưng mà không có độ, đi chung xe mà không lấy được. 5 kg thôi. Tụt này một gian nha anh ơi, anh nói tụt miền Tây chứ này thôi, chứ nói miền Tây lên là chỉ có cánh Kiên Giang đó. Tụt này nè. Tụt thay da cánh ngoài kia. Vũng Tàu được vậy ngoài. Hảo để nó đây xíu cân. 90k nó lựa ra lại nó bán 101, 102 đều con hơn. Này là trụng vừa ăn thôi nghe, chứ trụng quá nó dai, trụng vừa chín tới thôi. Con này về mua này là về bất ký lắm nha anh, tại chưa quánh lên chữa sân nói trước à, ai về mua sao thì làm yêu cầu y vậy à.
6 lấy 150 à. Lông này đâu lên đâu? Có lông lông gì? Lông nhung á. Lông nhung mắc con chữ. Trời ơi, lông nhung giá nó cao. 3 ký đó. Lông nhung nó mập. Nó nam thấy lông nhung. Nay ăn lụa xanh rồi nó bự hơn lụa bóng rồi. Lụa bóng không có. Nay nhiều hả chị? 35 cái gì? Nhỏ xíu à. 30 rồi lấy 5 ký rồi. Có 1 miếng hả? À. Miếng miếng. 30 ngàn hôm qua chạy mà tụi nó còn bán 35 ngàn rồi đó. Dạ. Qua chai rồi có bán có 35 ngàn rồi đó. Không nhiều đâu. Lụa xanh luôn, không có lụa bóng luôn. Nay nhỏ. Qua mai lên nhiều. Qua mai ghe đi mới nhiều. Qua mai lấy cho bọc 2, bọc 3 đi. Cần để em lên lấy đồ xuống. Để cái bọc xà lông đây luôn. Bánh giùm em. Này hàng xô xô ấy không có lựa ra hả nè. Cách cái na bánh dầm không? Ngày hôm qua lựa ra cái lớn 120 với năng xô 130 với năng. Hôm qua bà kêu bà sàn ra có 120. Kiếm cái sàn ra bộ bự. Không đều con. Nó không có đều con, qua đều con có 120 bữa nay bán xô vừa mới 130 vậy. Mấy con nãy đó bán 160 là bà dư mấy con bỏ vô đó luôn á. Rồi. Này nãy còn dư mấy đạn rồi bỏ vô luôn rồi. Hôm qua nó bự hơn mà nó bán bà kia bán 120 này bự, cái này bự rồi, bự hơn qua. Bớt không? Bớt không? Kiếm mà. Bữa nay thằng kia không có. Căng đầu. Rồi nãy giờ đang đi đóng phạt của chú anh chị. Tại xe có thằng em nó đậu lấy hàng, đậu dưới mấy cái dốc nè. Thì thường thường là bảo vệ là kêu gửi trong bãi, nhưng mà tại trong bãi nó bất tiện quá nên anh em cứ đậu đại. Đậu đại dưới mấy sân nè, mấy chỗ dưới sân á, nên bảo vệ hốt. Lên đóng phạt 200 ngàn rồi mới lấy đồ, lấy xe ra mới chở đồ được. Chứ bây giờ đồ nhiều quá thì không có kịp. Nãy giờ bị hốt lên nghỉ bảo vệ. Đúng không? Cô chú anh chị mình đi chợ thì lưu ý ha, thì có cái đường chợ nè thì mình đậu không có vi phạm mấy cái lề á, thì bảo vệ hay hốt xe thì lên trên chợ mất đóng phạt, thường là phải gửi trong bãi thì nó không có bị, tại vì mình lấy đồ mỗi ngày đó, đồ nhiều nó thì không có gửi. Giờ đây anh này ảnh đi mua cái nục để làm cho từ thiện gì nữa, anh đâu mà không biết. Đây. Bây giờ mua cá từ thiện cho cái chú kia bên cựu chiến binh bên cái xã nào á không biết. Bây giờ tân sẽ mua cho chú 30 kg, chú dặn 30 kg à. Thay vì ăn lời 1 ký 10 ngàn thì tân không ăn lời. Nhà tân sẽ mua gửi cho chú thêm 20 kg nữa tiền. Đó, mua thêm tới cái này là tăng gửi cho chú sẵn chú làm luôn đó. Cái này chiều sáng là 35 ngàn luôn nè, 35 ngàn cái sổ luôn, gửi cho chú đi. Kệ mình làm mấy chuyện này lâu lâu rồi để giúp những cái người lao động khó khăn đó. Chú nói vậy thì thôi, tăng sẽ gửi cho chú thêm 20 kg nữa. Lấy anh 50 kg đi Trang. Dạ đủ rồi đó, 50 kg á. Đủ hả? Mấy lâu hay lâu hả? Bịch hả? Lấy gì nữa mà anh? Ở ngoài ông có cái thùng nhưng mà phải cho thêm mấy cái bọc nữa. Vô bọc. Bọc 5 đợi 2 là bọc 10. Anh nói là bịch mấy bịch đó, vô bịch cỡ nào anh vô đó. Bịch 5 đi. Bịch 5 vô cho 4 bọc đi, còn nhiêu kia để ngoài cho chú. Cho chú không bỏ cái thùng vừa. Cái này là mua cho từ thiện, tại chú kia không làm từ thiện rồi, sẵn anh gửi 20 kg cho nữa. Bây giờ
Thôi vậy em gửi cho 10 ký luôn đi. Để đi. Gửi nữa hả? Ừ. Rồi cho chú vừa cho 10 ký nữa rồi bữa nay mua một được hai luôn. Từ thiện luôn. Vừa cho 10 ký nữa. Trời ơi, Trang dễ thương quá vậy. Chúc em mua may bán đắt nhiều nha. Vô bào cho ổng là 60 ký nhưng mà lấy tiền 30 ký thôi. Đó. Này ổng chở hơi khẩm luôn á Trang. Cá đẹp quá trời đẹp. Bán rẻ, bán rẻ, bán từ thiện nên em đã bán rẻ rồi. Mà cho thêm 10 ký nữa. Đó. Thấy người đẹp không? Tại không gà anh là làm biển đi lên đây tại làm biển sách. Mấy đứa này hồi xưa cũng làm lính không mà giờ ra bán được mở vựa lớn vậy nè, bán nhiều nhiều lắm. Đêm em gái này bán nhiều lắm, giờ cũng có nhà có cửa. Ủa anh ơi, giờ để nguyên luôn cho anh hai luôn á, 40 ký được không? Ừ, hay sao? Đại đi vô mấy bịch bịch cho ông máng đi. Hai miếng chỉ. Rồi. Cái này là mua số lượng nhiều của chú anh chị, mình có thể mua bán cái sáng nè, mình nó rẻ nha. Còn kia mua 1 ký 2 ký thì nó mắc hơn 5.000 đó chị, bình thường ha. Tiền chớp quá. Cá biển giờ giá sáng cô chú anh chị thấy không? Vô bạn hàng ở canh giá sáng nó mua không à. Sổ ầm luôn á. Tăng thì đâu có mua đồ giá sáng đâu, giá sáng này mua thì đóng không kịp. Nó rẻ hơn 5.000. Có mua cũng 40. Rồi. Hôm nay đi xuống giao cho cái chú này, ổng là cựu chiến binh nhiều quá. Nói anh tưởng đâu ổng ấy ông trẻ đi mua ai giờ ông chú lớn tuổi. Rồi đậu đi em ơi. Đây chú ơi. Nè. Nè 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 đậu. Bây giờ ông lớn tuổi mà tưởng đâu ông trẻ. Chú lấy chú nói làm ở đâu chú? Dạ. Quận 12 hả? Bây giờ gì? Thì con mua gì nè? Cho chú 30 ký, giờ con gửi cho chú 20 ký. Giờ dựa quen của con cho 10 ký nè, cho ông mua một được hai đó là 60 ký. Để những này làm cho bên mấy cái người khó khăn này thôi, cái đó cũng từ thiện dạ. Thì đó vậy đi đó thì con gửi, bây giờ con mua gửi 20 ký nè, có mấy cái bọc nào lát bỏ vô ngoài thêm, đựng nhiêu được thì đựng máng rồi máng đổ thêm vô, thêm cái vô đây để anh đổ cho em. Bây giờ vậy đi, gửi cho ông 60 ký luôn. Bên Quỹ Lan Phường đồng tổ chức cái trại cộng đồng cho công nhân khó khăn đó. Dạ. Thì cái này người góp công đi. Mình góp công đi. Bỏ đừng bỏ nước đá. Còn nước đâu. Còn nước bỏ đây, em chắc nước bỏ đây. Để cái nắp em khép lại em chắc được à. Xưa cha con cũng là cựu chiến binh. Ổng ngày xưa cũng ấy. Đó, thì thôi giờ gửi đi vậy đi. Có dịp cái này có dịp chứ con biết đường đâu làm. Nói chung có dịp. Bà già ở Tân Túc nè. Dạ. Anh đến đó là yêu cầu số áo 236 dạ. Con xếp hành dạ. Ra đoàn kết về vừa năm mội. Chú nay nhiêu tuổi rồi? Nhắc lại 61 hả? Nhỏ nhỏ anh cha con này ông nay 70-71 rồi. Con xếp hành ra đoàn kết. Ok, đó vậy là ok. Rồi hôm nay Tân quay ở đây kết thúc clip của chú anh chị. Thì giờ cũng sáng mới đóng phạt xong cái xe hôm nãy bị vậy hốt. Xốp xe thằng em ra chuột giùm nó. Chắc nước ra đi em.